Rồi, xin trọng kính chào toàn thể quý vị anh em đang treo máy không có gì làm thì tại giờ làm xong rồi đó, cho nên không có gì làm mới ngồi treo máy, ngồi treo gì không cũng buồn. Cái lên lướt Facebook á thì thấy có một cái game lậu thì cũng vui vui nên nay vui review cái game lậu này cho anh coi ha. Thì cái game lậu này á bởi vì những cái thời gian hiện tại tôi đang quay cái clip này nó vẫn là gọi là alpha test thôi ha, nó chưa có chính thức. Thì chính thức của nó sẽ vào ngày 11 giờ ngày 25, tức là ngày mai đó. Thì trang chủ nó là cái tân hoa sơn.net này nè, thì mới bấm vô cái tân hoa sơn.net này thì vô thì mình sẽ nhận ngay kiếm hiệp 15 được cấp 50. Khoan, trong thời gian mình đợi mình đau game á thì vô trong đây nó chính là cái game lậu cho nên nó không có cái trang web chính thức ha. Thì vô này mình vô cài đặt game. Bây giờ trong thời gian tôi đau game này nọ, tôi sẽ đọc sơ qua mấy cái tính năng mà tôi thấy cũng hay hay. Tại vì mấy cái game lậu kia họ không có hoa sơn này nọ, nó chỉ có mấy bá đao nọ thôi. Giờ này có hoa sơn để coi thử ha. Thì mới vừa vô mình được ngay kiếm hiệp 15 mà thấy khoái ha, chưa gì hết là nó cho mình kiếm hiệp 15 rồi cấp 50 luôn. Được nhiêu đây kiếm nguyên bảo thấy quái rồi đó. Một học đồng hành 3S nè, như đây cống hiến đập đồ chơi nguyên khí đập chơi. Nói chung cái game lậu thì cái game nào cũng cho một đống đồ vậy, nhưng chơi cái kiểu như là mình được bút sẵn lên có người nạp thẻ mình chơi vậy đó. Nói chung cái game lậu thì cũng có nạp với, nhưng mà cái tỷ lệ nạp nó ít hơn đó. Thì nó cho mình đá ngựa 200 gương hoàng kim, có luôn chìa khóa luôn, 6 minh chủ lệnh, 10 cái danh tướng lệnh, 20 cái chuột lệnh, hệ thống nhận gift code và mua đồ trực tiếp trong game. Tỷ lệ cứ 10.000 Việt Nam là mình sẽ được 40.000 kim nguyên bảo, tức là 400k kim nguyên bảo với 10.000 Việt Nam đồng. Giá đồ cực rẻ nhất cho mọi này. Mấy ông quảng cáo vậy thôi mà chắc là rẻ, người ta mới quảng cáo đúng không? Thời gian dự kiến kết thúc event là 1 tháng 2, có link xe tức là khi mà mình xe cái link này đó mình sẽ được những cái đồ phổ, hình như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 món đồ hoàng kim luôn, 10 cái phổ hoàng kim luôn. Và cái thiên kiếm lệnh là để đổi phái 1 triệu kim nguyên bảo. Trời đất ơi, xài chừng nào hết vậy? 100 tính dục môn phái, 200 ngàn ca cống hiến, 200k nguyên khí, 10 cái đá hồng level 5 ngẫu nhiên. Tư chức đơn, tẩy tùy đơn. Ủa, tư chức đơn, nhớ nhớ rồi, mấy cái để tẩy bét đồ. Bí bảo cường hóa, mấy cái để đảm bảo cường hóa đồ. Thì bước 1 mình like cái bay này, mình share. Bước 3 mình cần, cũng giống như là cái event nhận thêm kính lệnh vậy thôi, không có gì khác hết. Sau khi hoàn event các bạn chỉ cần đăng nhập vào một gift code trên trang chủ để mình nhận, ví dụ và mình chơi cùng mình nào đó là thông tin phiên bản, đã có thông tin phiên bản này rồi. Thì phiên bản này là phiên bản 1.10.3, trang quái sẽ gớt 40 triệu kim bảo mỗi ngày, phải 3 dẫn hoài. Update hai phái mới, bá đao nam nữ, thiên sơn nam nữ, võ đăng nam nữ, sắp tới up sắp up võ sơn. Ok, tâm ma ảo cảnh liên server, tâm ma tuyệt địa, mẫu đường liên server, danh tướng liên server, công thành liên server, hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Tức là nó là liên server thì tức là nó sẽ ra nhiều server, cho nên là cái game này nó không sập sớm đâu mà sợ. Hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt, update đá hồng mới, update mặt dương thiêu, tính năng hệ thống trận pháp, hệ thống quần anh hội, shop ngân sức. Ok, nó quá nhiều đi rồi, còn mình tải game mình chơi thử, mình sẽ tạo tài khoản chơi thử ha. Trước khi mình tạo tài khoản trước đi. Cái tạo tài khoản này thì dễ rồi, mà cứ tạo tài khoản nhập mật khẩu thôi, rồi xong bên này đăng ký tài khoản mật khẩu rồi số điện thoại mình đăng ký thành công thôi, xong mình đăng nhập. Thì bây giờ anh em đợi tí xíu nha, để mình tải game xong mình cài vô cái nóc của mình cái đã, mà mình dư mình chơi trải nghiệm thử cho anh em coi ha. Rồi thì sau khi mà cài xong thì nó có cái icon tân hoa sơn của nó là như vậy đây. Nó song song với cái, nói chung là treo máy mà đang công ty nó chưa cho hết giờ về cho nên không có gì làm hết, ngồi review game chơi gì. Rồi đợi xíu ha, mình vô ha, bụng bự bự cho anh em dễ nhìn nha. Đó rồi, cái máy nói chung là máy ở văn phòng nó hơi cùi bắp chút xíu cho nên là vô mỗi lần giờ khởi động mấy cái này lâu dữ lắm. Thôi trước đó mình ngồi dọc Facebook người ta xíu ha, mình coi mấy cái này coi comment coi. Được 32 comment nè. Có ai xem 31k sẻ hồi đấy rồi. Chỉ giúp nhận code test đi á, ơi AD kích vào avatar trong game nhận quả. Ôi, có mã test, có mã test test thuộc tân hoa sơn, test tân hoa sơn. Ok, còn gì nữa không, xem cái code nữa coi, có là test tân hoa sơn chỉ có một cái code thôi, thì mới là code thử nghiệm thôi. Rồi, nói chung là toàn mấy ông tham gia event không, cũng không có gì hết. Xuống đây còn cái gì không? Có cái nhóm kính là 11 thành viên. Thôi mình cứ tham gia thử rồi coi nó làm sao.
chắc là có mấy cái code mới thì mấy ổng lại đưa ra ha, cho mình thêm mà. Ok ha, rồi thì bây giờ để coi tải về chưa cái code này, cái máy khởi động xong chưa. Trời, 56% nữa, mình đang chịu máy chung chịu máy chén treo để xài X10 nó chén. À trời, hết X10 không ai nói tôi nghe. Ủa hết rồi, ôi trời đất ơi, hết X10 rồi. Ok, lỡ làm mày làm luôn đi chứ giờ không làm gì đây. Tới giờ về mà không cho về, cứ ngồi đây bây giờ. Rồi, cuối cùng mình cũng vô được. Mà chỉ có một cái alpha test thôi, ngày mai nó mới ra thêm nhiều server khác, rồi sau này mấy cái tính năng liên server nó mới liên thông được. Tắt cái này xuống trước đi. Đúng rồi, máy không đi luôn. Đùng cái là vô cảnh gì luôn á. À, để coi chơi phải gì được. Nếu mà cái phiên bản 16 phái thì nó có bá đao chưa ta? Có bá đao luôn. Nếu mà cái phiên bản 16 phái này thì nghĩ là nên chơi bá đao là ok nhất. Đó, hợp lý không anh em? Mình sẽ chơi bá đao thử ha. Phải suy nghĩ kỹ lại rồi chơi chơi ba đao đi. À, chọn cái mà bây giờ mới phút phút bằng mức 6 phút giờ phút để giới thiệu cái này là để vô coi, nó cũng chắc cũng như cái bản Vina game vậy thôi. Ý trời, hết ít mà người mà ra ban quái. Chắc là thôi thì chịu khó gì. Đó thế đi, được thêm cái X10. Chứ ba bãi lửa bỏ phí. Sử dụng phải lầu gì? Hoàng nhan hồng liệt dẫn trăm vạn quân. À, cái này biết rồi. Cái này tạo bạc long nhiều độc thuộc luôn á. Nói chung là ổng tới chiếm Tương Dương mà chiếm không được gì, trời ơi. Rồi xong, bỏ qua luôn đi mấy cái này không cần thiết, bỏ qua tân thủ nhập tên nhân vật. Tên nhật xong cho nhập gì, cho nhập lại đây. Bé tí hon. Rồi để cái tên của mình đi. Test mà nói chung cũng xóa rồi, cho nên là lấy cái tên thì cũng ngày mai cũng xóa. Ok. Thì luôn mấy cái máy văn phòng này cùi bắp lắm luôn. Mà chạy được hai ạc là hay rồi đúng không? Một cái máy văn phòng mà lướt Facebook chạy hai ạc được là hay. Chung mà cái này là lâu lâu tôi vẫn trốn thôi, đi tầng lăng hoài. Không chỉ kinh nghiệm, sao cái này lâu quá ta, mới thiết lập thường mấy cái mới vô thiết lập này nó còn lâu gì lắm vậy. Ồ, có cái gì sai sai nha, sao nó kiếm hiệp 15 vô trong hẳn 18. Hơi kệ được, cái này lời chứ không quá lỗ, bởi vì không có cần thiết cái cầm lên nó gì. Kiếm hiệp 18 luôn, ở ngoài quảng cáo kiếm 15 mà vô cho anh kiếm 18 luôn. Ồ, cấp 149 luôn. Mà ở đây nó ghi vào cấp 50 lên tới 149 max cấp luôn rồi, khỏi chen chi cái mệt. Rồi mới vô cho kim nguyên bảo rồi. Nói chung là thôi thần thoại hết trơn rồi, không nhìn thấy mấy ông vòng vòng đây thần thoại hết rồi, coi thử. Server đang test anh em click vào avatar nhận kết quả là test tân qua sơ. Ô, cái này biết mà, biết nãy giờ rồi. Ở bên chính thức vào ngày 11 tháng 25, tức là ngày mai, 11 giờ ngày mai đó. Ok rồi, còn cái gì không, quảng cáo gì quảng cáo hết luôn đi. Ok ha. Võ Lâm Chí Tôn song đấu chưa gì hết, có danh hiệu hết trơn. Quà tân thủ thứ hai. Nói chung là quà tân thủ có khác với mấy cái phiên bản gốc nha. Ngày 1 là được 20 vạn kim bảo một đá đá hồng ngẫu nhiên ha, ngày 2 là được cái tủy tinh lam.
10 cục thủy tinh, 5 ngẫu hồn, đá hồng 5, thằng hồng 3 triệu dân với vũ khí triệu dân. Thứ tư là gì? Thêm một cái đồng hành 3S nữa. Thứ năm là được cống 50.000 cống, 50.000 nguyên khí, năm một cái đá hồng ngẫu nhiên bậc 4, ba cái đá hồng bậc 5, thủy tinh cam nhân 10, 20 vạn. Nói chung là đá hồn ha, đá hồng bậc 4, bậc 5, ngày 7 là được đá hồng tự chọn, được trang bị ngựa bậc 2. Wow, đăng nhập có lý nha, nó khác với bình thường nha. Ok, lụm vô. Ủa, lụm hẳn gì luôn chứ không cho tự chọn hay nó mất bung gây hẳn gì luôn. Rồi ok, nói chung là nâng kiêu thì khỏi cắt clip đi. Nói chung nâng kiêu thì cũng dễ thôi, gì chung cái này là chạy tới lướt vòng cho nên tính đam nọ, cho nên không có nâng cái chiêu này. Còn em nào nâng thì được, mình nâng cái này cao lên, tại vì cái tầm đao pháp cao này nó ảnh hưởng bởi đam được nhiều hơn cái đao pháp thường. Dư điểm hả? Nếu mà dư điểm thì tăng vô luôn, nhưng mà max cấp rồi mình đâu có suy nghĩ cái vụ điểm này nữa làm chi, đúng không? Mình max cấp mà rồi dư điểm mới tăng luôn. Rồi chết bà, bị dụ rồi, chưa có nâng mấy cái chiêu này lên 20-20 hết. Rồi bị dụ hơi lỡ rồi, lỡ tân gì luôn đi. À, mình sẽ nhập code cái đã, test tân qua sơn đúng không? Nhận quà đó là test tân qua sơn. Bạn đã nhận được à, đã nhập được thành công mà, tại không có thông báo gì hết ai biết. À, những tu luyện châu ha, cái này có chân nhi tặng 100 vàng. Ở chắc tao cần 100 vàng của mày, của mày chân nhi. À, cho gì, cho đồ, ô cho sẵn đồ ngon hết luôn, 20 cái hả? Chỗ cho đốt đồ quần kim luôn rồi. Ở vậy thôi chơi gì nữa, à này nó cho tết chơi thôi mà. Này gì, yếu quyết sư đồ thần hồi. À, chả cho test chơi gì cho hết luôn rồi, đâu cần phải săn nữa gì nữa không chị. Nhận xong nó lắc luôn là biết nó cho quá trời gì đồ rồi. À, thôi thì cứ gắn vô đi. Hồ lực chứng nó lên nằm mầm, máu lên nằm mầm luôn mới ghê. Với cái này bỏ qua, cái này từ từ xài đi. Trời, mấy cái này xài chừng nào hết trời. Chơi mấy cái test game này vui lắm, chơi mấy cái game lậu này vui lắm. Tôi gì cao cho quá trời đồ luôn, mặc luôn. À, để coi mình mặc được cái gì vô nữa ha. À, đồ hoàng kim nè, mặc hết được nguyên set hoàng kim luôn, chất full hoàng kim rồi. Đồ hoàng kim đẹp đó chứ. Rồi chưa, mới ngày đầu thì mình full hết. Nói chung là test thôi, cái server này nó sẽ đóng cho nên là nó cho mình đồ giám định chơi vậy thôi. Tẩy luyện thiên địa quy tâm thì tôi tẩy full cái cục ở không đủ bạc nha. Thật khá là vui cho một đống vàng mà không có bạc thì ngồi gom bạc thôi. Rồi xem đấu giá, trời ơi, cái đồng hành, cái cuốn sách nó mua đồ trên thế giới đồ quá là mắc luôn. Quà trùng dương, à có nạp thẻ nó nạp 100.000 được cái, nói chung cái quà 1 triệu được cái quần thể kim cang nè, quà 2 triệu được cái ngoại trang tặng gái đồ. Gom tiền thì gom như mọi khi thôi, không nhắc lại, cứ thế mà gom hết vàng bạc đá quý với người thôi. Gom tiền nhận phần thưởng, trời nhận phần thưởng. À, nghe nói là nãy có chain, có kim nguyên bảo đúng không? Cho nên mình chạy ra map chain mình được nhiều nguyên bảo, mình hay nhiều đi. Cái của mình rồi. Ôi, xưa hết X10 nữa. Bây giờ mấy phút là 14 phút. Chung mà chain vui thôi chứ map này ai chain bao nhiêu mai nó cũng reset à. Chỉnh auto. Thường thường bá đao là lướt tới trước, quay vòng lướt bự nữa. Ủa xong mấy con quái nó mạnh hơn mình ta. Quýnh, thường thường tôi cấp này mà quýnh quái nè là nãy giờ chết queo rồi đó. Hình như chưa có đam, hình như chưa tẩy đồ ấy xìu.
Rồi hiểu luôn, hiểu luôn, chưa thấy đồ. Rồi chạy vô luôn đi, quýnh gần chết luôn rồi kìa. Rồi như đây lực chiến mà quýnh lại mấy con quái ta, chắc con quái nó cũng được boost sức mạnh như mọi khi. Mình thôi mình giám định cái vũ khí trước, mình lấy cái hút sinh lực ha. Rồi giám định xong hết vàng luôn kìa. Có đỡ hút sinh lực sẵn luôn rồi. Ngon, được cái chính xác là thấy xầm xí rồi. Thôi kệ, mình chỉ bắt đầu mình gom bạc ha, mình qua cái khúc gom bạc này, nói chung mình gom hết cái đống bạc này cũng mệt lắm. Thôi là mình được gom được nhiêu đây bạc ha, giám định chứ đi, giám định cho cái hút sinh lực đi, ngồi trên chơi đi. Lấy được 2 vòng luôn. Hên đó là nó tẩy đồ nó vẫn như vậy, nó không có tẩy mắc hơn. Mình có cái cây chính xác full cam luôn mới ghê, mới vô là full cam luôn. Hồi sao hồi gung bạc tẩy được cái kiểu cũng được, hút sinh lực tại full cam có hút sinh lực đồ hết trơn á, được thêm cái đồ hoàng kim rồi nữa. Bây giờ mình khảm đồ vô, hộ đá nó cho sẵn đá luôn nè, ăn sát thương cuối rồi ép vô. Mấy cái đá này có sẵn rồi ép vô, trời ơi chưa gì đâu full đá, tỷ lệ bột kích ép vô sức mạnh ép vô. Hình như đồ hoàng kim này tới 1 2 3 4 5 6 7 ô lần hả? Thì có nhiêu đá ép hết luôn thì suy nghĩ gì nữa. Đó, trời. Tép mà. Bún lộn bên này, bún lộn mà tùy kỹ năng thôi chứ đồ là ngang nhau hết rồi. Rồi, bây giờ là chen được rồi đúng không? Con quái nó vẫn mạnh hơn mình. Muốn sẽ quyết là muốn giết chết con quái rồi nó rớt thì nguyên bảo không thôi. Rồi nó chặt một phát muốn chết luôn. À không, búp bự lên. À gấp kim nguyên bảo thiệt nè, gấp 400 nè. Ok là cái gấp kim nguyên bảo này là thiệt ha. Rồi tiếp theo mình làm gì nữa? Để coi cái này nhận đồng hành 2S. Nhận đồng hành 3S, không cần suy nghĩ võ tắc thiên. Cho cái vợ lòng chí tồn có lý, có lý, mới vừa cho sẵn cái đó luôn. À giờ giờ hỏi quốc ốc quân hàm luôn đi, hèn gì mình yếu quá, ốc quân hàm luôn đi, trời lên siêu vàm thôi, mệt quá, lại mệt, mệt tiếp. Một cái full quân hàm luôn mọi người. Thời chơi game chưa bao giờ sung sướng đến thế. Lực chiến không đủ 60 triệu. À hiểu luôn. Rồi để coi con bé nãy rồi đồng hành khâu không ngon tí nào gì. Thôi sẵn có tại tiếp. Giữ gì? Lấy trên. Giữ gì? Lại lấy trên. Tiếp. Lấy dưới. Để tiếp. Sao bét tào lao gì, không có được một chiêu cam luôn á nãy giờ. Rồi nói chung mà tại nãy giờ được nhiêu đây là hơi là thấy là ok rồi. Hẹt đồng hành phải mua từ thị trường cá, ok đâu mua nhiều sao mình những cái giá này nó bị bơm lên hết, như cái này nó không cho mua ở đây thì phải. À đây 500 bình tao giàu mà. Thôi không, không suy nghĩ lại rồi, không giàu đến mức đó. Bỏ vô nói chung chen từ từ nó lại lên thôi. Rồi bây giờ chưa bao giờ chơi game gọi là đơn giản đến thế.
Full hết luôn, full hết để coi được bao nhiêu kiểu quyển là 18 trên thành A, nãy có cái vũ khí mà mặc vô luôn. Được 19 trên 24, thôi kệ đi. Mặc vô xong rồi sao bà mặc vô xong mà bà không sáng cái chiêu bà lên, thì cái này chưa có, thôi kệ nó. Được chỗ đó là hay rồi. Rồi rồi mạnh lên chưa? Vẫn chưa mạnh nữa, để coi được cái gì nữa. À, cái này là gì? À. Vậy thôi tôi đủ bộ luôn rồi. Đúng không? Tôi đủ bộ luôn rồi. Người cũng bày đặt cho cái hộp cho luôn bốn con cho rồi. Dùng luôn. Dùng tiếp. Chưa bao giờ là chơi game dễ gì. Rồi tiếp theo làm gì? Tẩy tiếp thôi làm gì? Cái này thì sao? Còn ngon sẵn rồi, ông này phải tẩy rồi, tẩy tiếp hai ông nội này. Sao còn hỏi tẩy thì cái dàn bét được vậy đây? Bây giờ phải bơm mấy cái này lên nữa thì rồi từ từ bơm lên sao? Giờ mạnh lên chưa? Vẫn chưa mạnh luôn, đánh thì có chết quái nhưng mà vẫn chưa cái nỗi mà một đập chết luôn, thì gọi là tẩy luyện trang bị tiếp nữa thôi, tẩy chân nguyên nữa thôi. Mấy cái này tốn vàng gung nữa. Bỏ qua né tránh cơ bản được cái gì, tấn công khai nước cả thì là bộ kích thị chức cho cái này tẩy chân nặng hết nha. Bỏ qua né tránh, đây là bỏ qua né tránh cơ bản, tẩy sức mạnh tiếp, kháng tất cả tiếp. Trời cho nhiêu đây tẩy chừng nào hết trời, chính xác cơ bản. Bỏ qua tỷ lệ đo kích cơ bản. Chung chính nó cho mình full đá hết trơn luôn rồi. Làm gì nữa trời. Này mặc luôn đi. Quên đúng với ông này chưa lượm hết đồ vô. Ok tiếp, còn gì chưa mở không? Bét rồi không, tẩy luyện trang bị rồi không? À, bài có nè, trời ơi đi nãy giờ không đi lượm mấy cái này ngồi cung cây thiệt luôn, chị tôi sợ tôi lắm luôn. Ok đi, mở mấy này mệt lắm. Hay gì đảm bảo lên đồ, đảm bảo chắc chắn đập đồ lên đây cho gì, mỗi đức đạo kinh thêm 3 điểm. Cái này tẩy tủy kinh thượng trung hạ, tẩy tủy kinh trung, tẩy tủy kinh hạ rồi lụm hết luôn. Cái này dịch kinh, dịch cốt kinh Nguyễn Mặc Lâu, bí kíp võ lâm 1 2 3 4 5, dùng xong sẽ nhận được một kỹ năng rồi lụm hết, chọn gương hết luôn. Hình như cái bùa đảm bảo của nó khác với bùa. Ôi trời, tôi mới bấm cái gì? Wow. Wow. Wow, ngựa đẹp dữ. Sao bên dưới làm gì vậy? Việt Nam mình không có ra con ngựa này ta? Con ngựa nhìn đã ghê không? Ngưng sức à, để cho tính đồ thời gian đồ các kiểu đúng không? Phục ma hạch trứng công ba luôn. Này xài chừng nào hết rồi. Ôi ôi cái đau sáng rồi, đèn đã ghê không? Wow, con ngựa kìa. Quá đẹp quá đẹp. Bản thiệt mà có cái này luôn chắc cũng vui. À, mình coi còn cái gì làm được không, cống hiến nè, này đồng hành 2S nè, chắc không cần đâu. Vũ khí đồng hành 2S chắc cũng không cần đâu. Giới Lâm Hạ rồi, cái này cần nè, mấy cái này không cần rồi. Cái này là sát tu di cao với ok, phải lên bí kíp nữa. Đúng rồi, nhìn mà phải lên bí kíp nữa. Ồ cái khúc này nó vẫn còn cho bí quyển đó ta. Rồi bây giờ xả bí kíp. Rồi nói chung cái việc tăng bí kíp này chỉ auto tôi ngồi bấm click thôi. Mấy cái này mình dư đồ hết trơn rồi. Bên phiên bản thì mình tốn tiền mua chứ trong đây là tiền trên ông trời rớt xuống. Lên cấp 6 là cũng đã thông lên được. Nói vậy là đã thông lên được rồi. Ở trước mấy cái cuốn bí kíp sơ này hả? Thôi 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 thấy mệt lắm luôn. Ồ sao nó không cho đả thông vậy?
Rồi hiểu luôn, 6 rồi không cho đã thông, 7 với lên mới cho đã. Hiểu luôn, cái phiên bản cũ nó vậy. Quên cái vụ đó đi. Cứ vậy cũng phải suy nghĩ ha, lên tới 6 nó mới chắc ăn. Rồi từ 4 mấy lên 6 chắc ăn, chắc chắn lên 6 rồi lên 7 luôn đi rồi xong. Cứ vậy thôi là đã thông maximum thôi. Rồi chưa mới cấp 7 mới được 10 trên 10 luôn kìa. Ảo gì sợ. Rồi làm gì, chưa cho đã thông, từ từ rồi đã thông thôi. Nói chung mình phải mua ít nhất là 7 cuốn nữa để đã thông lên cao hết luôn. Thì cái này nó dễ, nói chung là cái khúc này thì chỉ có lứt bỏ lứt tay lên bí kíp vậy thôi, mình cắt qua cái khúc này luôn. Nói chung mới là về mặt bí kíp thì cứ như vậy thôi, chứ nãy giờ tốn gần 15 phút mà nâng được cái nhiêu đây à. Ha, cho nên là mình bỏ qua cái vụ bí kíp đi, đây về lát hồi tôi về nhà tôi rảnh tối ở MyPad tôi nâng sau đi. Chung này là máy PC. Tiếp theo để coi còn cái gì view tới nữa không kìa. Để coi và cái đá hồn này sao nó không hiện hình gì. À giờ hiện lại nè, thiệt tình tôi cũng không mất tiếp. Như là tới lượm quà kiếm hiệp đúng không? Thì thường lên kiếm hiệp 18 mình sẽ được quà kiếm hiệp. Rồi mình sẽ lượm đặc quyền kiếm hiệp 0, kiếm hiệp 1. Nói chung mấy cái này xàm xí lắm, mấy cái này ai cũng đạt được những cái kiếm hiệp này, cho nên là cái món quà này không có giá trị từ kiếm hiệp 6, kiếm hiệp 7 trở lên. Kiếm hiệp 7 vẫn chưa giá trị, kiếm hiệp 8 vẫn chưa. À, kiếm hiệp 9 bắt đầu có tiền rồi nè, bắt đầu thì giá trị rồi, 11 rồi thấy không? 12, 13, 14 đây. 14 cho con ngựa gì mới lại, hồng ly, ụt được con ngựa mới nữa. 15, 16, 17, ui, 18, rồi còn cái gì để chơi nữa game. Game chưa bao giờ chơi dễ hơn như bây giờ. Quà kiếm hiệp, để coi, cứ cho cái này đúng không? Cho tôi cái này đúng không? Trời ơi, đá hồng bậc 1, trời chắc bán sớm mà làm gì vậy? Cái chiêu gắn vô con bé cũng được đi, rồi do cái này cũng được đi, cống hiến giỏi làm minh chủ đồ, cống hiến bậc 7. Nói chung cái ban alpha test thì nãy mình có trong thư hết trơn, cái này mình nhận chơi cho anh em coi gì thôi, chứ mấy cái này nãy trong thư cũng có. Kiếm hiệp 10, 11, 12. Có mấy cái này cho quá trời chứ, 13, 14, 15, 16. Nhiều quá, chưa sắp xếp lại luôn. Giờ coi đập cường quá thử nha, coi cái tỷ lệ cường quá nó làm sao. À, không có thủy tinh, quên mất đi cái vụ này. À có đây, mở bao ra rồi chết bà full gương, phải sắp xếp gương nữa hả? Rồi sao tôi mở gương chứ tôi hối hận quá vậy. Rồi hối hận mấy trò này, cho bán không, không cho bán luôn. Cho tới 99 cái giờ bắt đầu bị dư thừa. Thời về đi. Ừ, nó cho mình ghép đá đồ mình mới cường hóa lên được chứ. Rồi đi khảm hết cái dạng đá đi cho bỡ đỡ chật gương cái đi. À, thường thường đá ghép cái này vô đúng không? Chung mà cứ đập vô nên mình được tới 7 cái lỗ đồ hoàng kim ở đây, như cái đồ bạch kim như cách lên chấp 149 thì đồ hoàng kim được thêm 7 lỗ hình như là vậy, cho nên cứ thế mà đập đá vô không có suy nghĩ gì hết. Bây giờ mình nói thì là mình hơi bị trâu luôn.
Ủa gì đợi chật gương tí rồi cái giảm thấy cần câu ý này, mấy cái viên đá đó thiệt hả, đấu giá kinh bằng hồi tiền bạc không kinh kha. Giờ vẫn dừng lỗ, ép này không cho, ép này không cho, ép này không cho, ép này thôi. Ngu vẫn văng ép hết mấy cái viên đá, đá thú hình như đá bao tài thì nó hơi rộng. Không, đá thú cái này em không, cũng không hết. Cho nên là nếu mà mình là bá đao thì mình cần cái kháng quả, kháng kim để quýnh môn phái. Thôi ép vậy đi. Thôi đừng hiểu. Ok ha, đỡ chật gương rồi, bỏ vô khôi gia cụ luôn rồi khỏi luôn đi, từ từ dùng tới đi. Ý nó có mở nhanh nè, trời ơi nãy giờ mình đi này khỏi mở đi, trời ơi nãy giờ thiệt luôn, nhiều lúc buồn chứ sao. Này có rồi mà, nói chung là trong một đống ngựa thích đổi con nào đổi con đó ha. Rồi trang bị ngựa này có luôn rồi thì có rồi mà không cho bán, ác ác cho nó. Mở đường hoàng kim đi, cái niềm vui à khỏi luôn đi. Nó nói gì là mình hiểu. Thôi giờ đập đồ trước tiên mình đập vũ khí ha. Đại hiệp có bí bảo cường hóa tàn kiếm cộng để tăng cường hóa lên cấp tương đương, hãy ưu tiên dùng. Lần sau là má lên cấp 100 hết á hả? Ôi đã gì mới vô cho cường quá 100 hết luôn hả? Giờ mấy cái này đập chơi thôi hả? Cường quá lên 120, 120, 30 gì vậy hả? Để coi lát mình đột phá bằng cái gì. Chủ yếu tôi muốn coi cái nó lát hồi nó lên cấp 120 đột phá bằng cái gì thôi. Hồi thủy tinh vàng mà nó đập hộp gì, cái tỷ lệ đập đồ ở đây cũng như bên Võ Lâm gì đó, nó hên xui có khi 80 thành công nó gớt có 80% nó lên. Trăm mười lăm, trăm mười sáu, trăm mười bảy, trăm mười tám, rồi 60% cũng có tỷ lệ gớt, tùy nói chung hên xui tùy. Rồi đạt cấp tối đa à, 120 tối đa thôi kệ, nó có gì để nâng nữa đâu. Rồi bây giờ bắt đầu tôi mạnh lên từ từ rồi đó, đập phát chết luôn không đó, cứ vậy đó. Rồi auto trên 37 là cứ thế mình vào từ từ thôi. Rồi coi ông, cái ông thế giới coi ổng làm sao. Ủa ổng cổng cường quá 120 hết nè, ổng cũng ba cái ngoại trang bét được coi làm sao, lên thần thoại luôn cũng giống mình thôi. Bét là chịu khó mà tẩy thì bét cũng được cái vàng như ổng thôi. Ủa có thức tỉnh luôn hả? À có thức tỉnh luôn à, à tại vì mấy cái này mình nãy mình có gương cho đồ hết mà mình thức tỉnh được luôn, rồi mình rảnh mình thức tỉnh luôn biết làm sao. Rồi coi thức tỉnh mình cần Nam Cung Phi, Dương Ảnh Phong, Nhạc Phi, Đường Ảnh. Dạ ok, Dương Ảnh Phong độc cô kiếm đường giảng Nhạc Phi, Dương Ảnh Phong đọc cô kiến đường giảng Nhạc Phi, Dương Ảnh Phong đúng không,
Dương Ảnh Phong đọc cô kiến. Đường ảnh đâu rồi? Nhạc Phi. Hình như chưa có bạn đường ảnh trong cái đây. Đường dạng chứ nhầm. Ý viết quá nhiều hãy sắp xếp lại. Trời ơi. Tôi thấy gương tôi đâu có full mà nó ghi yếu quyết quá nhiều, yếu quyết gì ở đây? Trong game này có yếu quyết gì mà nó không cho tôi mở mấy cái này ta? Nè, ghi yếu quyết quá nhiều hãy sắp xếp lại. Cái gì mà nhiều mấy cái yếu quyết này á, mấy cái tỷ tinh này á hả? Giờ thử dùng thử coi. Nó nói đúng á, hình như mấy cái này tôi quá nhiều mà tôi không dùng. Hay là sách tu gì? Sách tu ly liên quan gì? Mấy cái này nãy dùng rồi, cái mở quà kiếm hiệp nó cho thêm thôi. Giờ cho dùng chưa? Cũng được luôn. Rồi cái này chắc phải hỏi là admin chứ. À, hiểu luôn. Bây giờ để coi cái gì được. À, đi đã hồng kinh mạch với Saiyajin đồ. Đã hồng kinh mạch nữa. À, thì nãy giờ mấy cái yếu quyết là mấy cái yếu quyết gì á hả? À, mấy cái yếu quyết quá nhiều, mấy cái yếu quyết quỷ này nãy giờ đâu có biết đâu. Hảo hủ nè, tách hết luôn, đúng rồi. Yếu quyết quá nhiều rồi, nó full gương ảo quá, đúng rồi. Mình lấy cái thể chất đi, mình tăng cái gì lên, linh hoạt, chắc không cần rồi. Rồi, cho gì quá trời, tách chừng nào mới hết. Hảo hủ ở nhiêu đây á hả? Rồi đi sư đồ nè. Sinh lực khỏi luôn đi, còn sinh lực không gì phản đòn cận chiến. Bỏ qua tất cả, rồi lấy cái bỏ qua tất cả đi. Kết bái. Bãi là được cái sinh lực nữa nè. Bậc 6 luôn, tỷ lệ kháng bậc kích đi. Tình duyên là được cái bỏ qua né tránh đi. Bỏ qua né tránh cùi lắm. Hồi phục sinh lực. Kháng kim. Kháng kim. Hồi phục sinh lực. Sinh lực. Tỷ lệ kháng bậc kích đi. Ban hội kháng tất cả đi. Nó hàng chi nãy giờ nó full là full mấy cái quỷ này đây. Bây giờ nó cho mình vô quan hội không biết làm gì. Cái đá đâu có sẵn hết trơn rồi, giờ tu luyện lên thôi, biết sao luyện cái lên chắc luôn, cái nào cũng luyện văng lên. Lên bậc 10 cái một. Chín này vô. Trời mỏi tay quá. Cái này giờ mình phải chơi nghiệm từ từ mới vui chứ làm một lần trời mỏi tay. Rồi bây giờ mình cho tao mở chưa? Hết nó cho mở rồi đó. Trời ơi khổ ghê. Công tình. Đồng hành với ông và vũ khí của mấy ông nội này là độc cô kiếm, Dương Ảnh Phong, Nhạc Phi, Đường Giản, rồi gì nữa? Chủ hàng quá mà trước tiên tôi phải coi qua mấy con bé tôi có cái chiêu gì ok không, toàn là bách giỡn không. Trời ơi tưởng gì. Thôi khỏi luôn đi. Vậy thôi thức tỉnh thôi. Hey. Vũ khí bổng hành đồng màng. Thiếu của 5 con phi. Thiếu của bấm thôi. 5 con phi dưng. Hey. Hey. Đó, vậy là thức tỉnh thành công. Quá dễ dàng. Mà bây giờ mình làm trận pháp tiếp đi. Làm kinh mạch với mình đã không kinh mạch thử. Đó. Mấy cái nhiệm vụ này ai cũng biết hết trơn rồi.
anh cắt luôn vậy rồi. Rồi thì xong cái nhiệm vụ trên thi vận hành, bây giờ mình cho nó cho mình, nãy là mình nâng mát con giỏ tóc thiên mình ở trong, nhìn vô đây cái nguyên khí này, thiệt tình nãy giờ quên đi cái vụ đó, chứ không là có thể được nhiều hơn. Tại vì này nó cho cái này, nó cho chuẩn cho cái kiểu đền bù á, mà lên kinh mạch ha, lên lên chơi nha, biết rồi. Có thất bại nữa hả? Rồi nâng lên một đống mạch này thì cũng dễ thôi, tỷ lệ nó cũng như vậy, cũng thất bại dễ dàng được cái kiểu đường. Nói chung mạch màu là dễ lên thôi, rồi cắt qua luôn đi, xung từ từ. Rồi nói chung là hết dương khí để xung rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ nâng bét lên, nâng mét lên để lấy khí đi xung tiếp. Là được cấp 26. Cái ad đó sao hiếm, mấy cái server lậu thường thường hiếm mấy cái ad đó thì dữ. SSB. Cho chiêu mộ miễn phí à, chiêu mộ cái này à, tưởng nó ra môn khách thì chứ chưa có, mấy cái bạn lọt này thường thường chưa có môn khách. Giờ tung tiếp coi được cái mạch nào nữa à, nó có thêm nữa nè, rồi xung tiếp vậy. Chung mình xung cái mạch này nó cũng dễ, nó không minh nổi. Rồi mình đã thông cái mặt này luôn thì 7 ngày sau mới có thông được, chủ yếu là mình coi cái khúc này nè, cái khúc này nó mới vui nè, coi 50 cái mắt 20 kill nổi không, lên lên chắc chắn rồi, chắc chắn lên rồi, coi thất bại thấy chưa, chắc chắn mà cũng thất bại, người thủy thành châu thất bại dữ nữa. Rồi hết chân khí rồi, lên được 7 kill, kệ nó đi, thì coi còn cái gì nữa không, còn cái gì làm được không? Tẩy chân nguyên nè, rồi tẩy cục chân nguyên luôn đi. Chung mình cứ ép vô để cho nó đỡ tốn gương trước thôi, được dòng nào hay dòng đó, chứ nhìn thấy quá nhiều quá, thấy nãy giờ full cam luôn rồi đó. Chính xác cơ bản rồi, cái này được, cái này khá là quýnh, khá là nhập đam rồi nha. Rồi sức mạnh với tấn công, sức mạnh ok hơn là tấn công. Cái này là gì, nhanh nhẹn, mấy cái thuộc tính gì toàn thuộc tính ngon không, nhanh nhẹn, tỷ lệ bộ kích, sức mạnh bán luôn, tỷ lệ bộ nhanh nhẹn, mấy cái mà không có trừ cái tẩy luyện là biết mình có rồi đó. Tấn công là thấy bỏ luôn rồi, bán là có này. Có luôn rồi, để mình có dương cục nhanh nhẹn rồi đó, tỷ lệ bộ kích bán luôn nữa. Bỏ qua né tránh cơ bản hòa. Cái này có lý rồi nha, rồi được cục chân nguyên, nhưng mà thiên địa quy tâm đi, xài thiên địa quy tâm cho nó ok chút đi. À, bây giờ làm gì, nuốt kỹ năng, nuốt lên 10 luôn, trời ơi nãy mình đi bán lấy cống hiến hết phí vậy, sợ quên cái vụ này nữa thiệt luôn đó. 4 5 6 7. Mấy cái kỹ này là gì, chờ trùng hết, băng thanh mục như thanh phong nó cho mình hết luôn, băng thanh hai cục băng thanh lần, thiên địa quy tâm đồng phu nó cho mình đủ kỹ luôn để mình tự sự hết. Rồi bây giờ là bây giờ lên quân hàm được gì, truyền thuyết được chưa, lên truyền thuyết đó, chưa bao giờ truyền thuyết lên dễ dàng như vậy.
Hình như lên được vô xong luôn ha, thần thoại chưa, gán còn gán lực chiến lên thần thoại luôn rồi kết thúc clip luôn. Thôi tôi thấy tôi gần đủ rồi đó, gần đủ lực chiến rồi đó. Trời, vẫn chưa đủ. Mày kệ đi. Để coi còn thiếu cái gì vô kìa. Cống hiến thì nó cứ lên đều đều. Rồi, đủ lực chiến rồi thì phải. Lên chiều vô xong. Xong thần thoại chứ bao giờ nó dễ dàng vậy thầy. Thôi thì để coi mai open beta thì mình coi nó thực tế. Thì ra là cái này là cái test thôi, cho nên nó là cỡ nào nó cũng lên thần thoại vậy, chứ chưa full mấy món này nọ, nó đá là maximum chưa. Thì để coi cái bản chính thức nữa thì nó có mà nó test mà nó sẽ cho mình vậy thôi, để coi cuối cùng nó